Vâng, tôi đang có mặt tại dự án Alan Lakeview đây. Đang chờ một bạn chuyên viên dự án để dẫn chúng ta có thể review căn hộ ở đây. Nhưng mà với cái tên Alan Lakeview thì nhìn sơ bộ thì chắc là chỉ có cái những cái căn ở cái chung này này thì gọi là Lakeview và là view hồ. Còn mấy cái căn kia thì cũng phải là land view đây, nhìn ra quảng trường chưa xây dựng ở ngoài kia. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Housey. Đằng sau tôi là sân vận động Mỹ Đình. Nhưng mà hôm nay sẽ không review sân vận động mà tôi sẽ review một dự án xuất phát từ sân vận động này. Trước mặt thì của chúng ta đây là con đường Lê Quang Đạo nhé. Và dự án này là một dự án thuộc tập đoàn Nam Cường. Nó nằm trên mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài. Chính vì vậy là tôi muốn đi từ đường Lê Quang Đạo mà chúng ta đang nhìn thấy trước mặt sân vận động này, đi thẳng tới đấy xem là cái vị trí giao thông của nó có như quảng cáo hay không. Chúng ta bắt đầu xuất phát từ thời điểm là 1:40 chiều, xem là đến đấy mất khoảng bao lâu từ sân vận động nhá. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ xuất phát, xin mời quý vị và các bạn. Đây, và chúng ta sẽ nhìn thấy đại siêu thị Elmore. Đây quý vị nhá, thì chúng ta sẽ mất khoảng 20 phút, nhưng mà thực ra tôi mất 10 phút là tôi đi xem lại cái bản đồ. Thực tế là mình mất khoảng 10 phút để mình di chuyển từ sân vận động Mỹ Đình tới Alan Lakeview. Ok không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào dự án để xem tiến độ với lại xem nhà mẫu ở đây dự án nó như thế nào. Còn bên này chúng ta sẽ có công viên Thiên Văn Học đây này. Vâng, tôi đang có mặt tại dự án Alan Lakeview đây. Đang chờ một bạn chuyên viên dự án để dẫn chúng ta có thể review căn hộ ở đây. Nhưng mà với cái tên Alan Lakeview thì nhìn sơ bộ thì chắc là chỉ có cái những cái căn ở cái chung này này thì gọi là Lakeview và là view hồ. Còn mấy cái căn kia thì cũng phải là land view đây, nhìn ra quảng trường chưa xây dựng ở ngoài kia. Đây là tí chúng ta sẽ hỏi giá mấy căn view hồ xem nó có đắt hơn nhiều mấy căn mà view khác hay không nhỉ. Yeah, đợi tí nhá. One hour later. Ok, đây là xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn Huệ, gọi là phó đốc dự án à. Thì hôm nay chúng ta sẽ nhờ Huệ để dẫn chúng ta lên nhà mẫu để xem là cái thiết kế cũng như là cái giá cả với lại chương trình khuyến mãi hiện tại xem nó có gì hấp dẫn cho khán giả của Hazi nhá. Vâng. Anh ơi, đây là cái tòa mà mình đang tham khảo đấy. Thế còn đây là cái tình hình gọi là tiến độ thi công thực tế của tòa của mình. Đây là dự án Alan Lakeview, chủ đầu tư là Nam Cường. Thì hiện tại là thời gian thi công là đã trải qua là 540 ngày rồi. Thế còn thời gian còn lại khoảng tầm 100 ngày nữa là bên chủ thầu sẽ bàn giao cái tiến độ dự kiến cho chủ đầu tư. Tức là 3 tháng nữa. Đúng rồi, khoảng trước Tết âm lịch đấy ạ. Sau đó thì họ sẽ làm cảnh quan và bây giờ thì đang vượt tiến độ là trên 50 ngày rồi. Thì đây là cái tiến độ thực tế thi công bên ngoài, mặt ngoài của tòa nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để xem, để cảm nhận dự án. Ok. Đây, xin mời anh. Đây là cũng là một căn hộ gọi là điển hình trong dự án đấy. Bên em để dành riêng khu vực này là để xa bàn và ngồi tiếp khách. Ở đây là nhà mẫu đúng không? Vâng, đây là khu vực để xa bàn của tòa Alan. Xa bàn nhấp nháy kinh nhờ. Thì anh ơi, lúc nãy mình vừa đi khu vực này đi sang này. Đúng rồi. Thì khu vực bên này là hồ công viên Thiên Văn Học. Đây, chỗ khu vực này là công viên Thiên Văn Học. Cái đường này thì là đường Lê Quang Đạo kéo dài đây. Vâng. Thì hiện tại cái khu đất này thì nó sẽ rơi vào khoảng 15,9 nghìn m2. Thì bên em có tháp AB hiện tại đã lên xây dựng rồi, mình vừa nhìn ở phía dưới. Rồi. Còn thì CD thì chưa xây dựng, khi nào xong AB thì bắt đầu xây. Và mình vừa đi theo cái lối này đi vào anh này. Đó. Thì ở bên tay phải thì là cốt bể bơi ngoài trời. Bể bơi ngoài trời này là rộng 500 m2. Chưa kể khu phụ trợ, giàn hoa, tắm nắng, ghế nghỉ thư giãn phía trên. Rồi, ok. Cộng thêm là như resort đúng không? Vâng. Bể bơi của trẻ con đây là khoảng 50 m và khu vui chơi của trẻ em. Đằng sau khu vực này thì sẽ có vườn nướng BBQ và cà phê khu vực này. Phí dịch vụ để mà tận hưởng hết những cái dịch vụ này thì phí dịch vụ dự kiến chủ đầu tư thu bao nhiêu em? Dự kiến thì bên em là đang là 13.000 m2. Và để cho cư dân trải nghiệm năm đầu tiên miễn phí. Đúng rồi, miễn phí năm đầu tiên để trải nghiệm cái dịch vụ ở đây. Thế còn sang năm thứ hai thì sau khi bàn giao cho ban quản trị cư dân thì mình có quyền là mình tiếp tục gia hạn cái đơn vị quản lý đấy, hoặc là mình thuê một đơn vị khác về vận hành thì có thể mức phí thấp hoặc cao hơn, đấy là do cư dân quyết định. Thực ra 13.000 là cũng hơi cao đấy nhỉ. 13.000 là gần tương ứng với Vin này đấy. Vin là 17.000.
Vin thì nó sẽ có một đặc điểm khác so với đây. Ví dụ như Vin thì anh chị mua thì sẽ là từ đầu cuối sẽ là Vin vào vận hành hết, không có đơn vị khác vào. Thế còn ví dụ như ở đây thì năm đầu bên em để cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ. Anh chị chưa phải đóng phí mà. Sang năm thứ hai nếu cảm thấy ok cư dân có thể tiếp tục gia hạn với đơn vị đang cung cấp hoặc là thêm một đơn vị khác. Ví dụ như ngoài Anlen 1 ở ngoài kia là bên em đã thêm một đơn vị khác rồi, khác với đơn vị đầu tiên chủ đầu tư chỉ định. Thế còn em mời anh ra mặt trước để nhìn qua mặt trước của tòa nhà một chút. Ok. Đó. Anh hỏi thêm một tí vậy, tức là bạn cái tên Anlen Lakeview ấy, Anlen là có nghĩa là gì? Anlen là đất lành. Đất lành à? Lakeview là view hồ à? Hướng hồ đấy ạ. Mặt này, khu vực này của bên em, chỗ này là hồ. Thì từ tòa này đi xuống chân tòa và đi ra hồ thì chưa đến 50 mét, rất là gần. Nhưng mà có sợ là tòa D mà nó xây xong nó chắn hết view hồ của tòa này không? Có đúng không? Thực ra là nó sẽ chỉ chắn một phần. Thế còn khu vực này của bên em, hồ của bên em thì nó sẽ là trải dài. Hồ của bên em thì trải dài. Lát nữa em sẽ mở cái mặt bằng tổng để anh nhìn qua để anh nhìn là tại sao nó không bị chán, bởi vì là hồ của bên em trải dài và thửa đất này thửa đất vát hình tam giác đó. Nhưng mà xem này là anh đoán tòa D là có khi là đắt nhất đúng không? Đúng rồi. Trực diện hồ và mà nằm ngay trên đúng rồi, tiền nào của lấy mà mặt hồ nữa. À anh thấy trước cái mặt trước này đây anh cho quý vị xem ý, là một cái khu đất nó đang san phẳng. Thì khu đất đấy tương lai nó là cái gì? Thửa đất này thì ví dụ như khu vực này thì bên em có một tòa là 30 tầng. Thế còn khu vực này là bên em triển khai thấp tầng. Thấp tầng đúng không? Thấp tầng. Thì cái mặt này đa phần là tháp AB thì sẽ không bị chắn view. Thì sẽ bị thoáng đúng không? Rất là được thoáng, thoáng đúng không? Được thoáng, xin lỗi. Ở đây có mấy tầng hầm xe? Bên em thì có hai hầm gửi xe. Hầm thì nó sẽ phủ. Hầm nó sẽ thông đúng không? Phủ không ạ, phủ tháp AB như thế này là từ đất chứ không phải chỉ nguyên cái phần xây dựng đi xuống. Thế CD không có hầm CD à? Thì hầm riêng. Hầm riêng đúng không? Hầm riêng, đúng rồi. Bên này thiết kế của bên em thì sẽ chia làm hai block như anh đang thấy, cao 34 tầng và xen giữa thì có những cái căn hộ sân vườn. Ví dụ như ở đây là tầng 13 này. Căn hộ sân vườn có nghĩa là sao vậy? 626. Tức là bên em sẽ có một cái phần nhô ra ở bên ngoài thì làm căn hộ sân vườn để thêm cái tiểu cảnh nhà mình. Nó có đắt hơn những cái căn hộ bình thường không? Dạ đắt hơn ạ, đắt hơn một chút tại vì mình sẽ có thêm không gian thoáng xanh trong căn hộ. Thế đây, bây giờ em sẽ mời anh xem thực tế trải nghiệm về căn hộ luôn. Ok, mời quý vị các bạn đi xem review căn hộ của mẫu nhỉ. Vâng. Đấy, đó, mọi người có thể ui xèo lên là nó cũng không sao đâu. Đấy. Đây gọi là trải nghiệm nhá. Đấy, con cái quý vị có thể trèo lên mà không sợ ngã. Chắc là phải cẩn thận một tí. Ok không? Sau là khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta có thể đấy, đứa nào hư ấy là cho lên bên trên, không đẩy lên vào khỏi xuống. Phải xin lỗi bố mẹ mới cho xuống.